Thưa quý vị, con nhỏ tuổi nhưng em Nguyễn Hữu Trường Giang ở thôn Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động đã có niềm yêu thích, say mê với nghệ thuật chèo truyền thống. Trường Giang tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở địa phương và các chương trình hội diễn trong tỉnh. Bố mẹ làm ăn xa nhà nên từ nhỏ Trường Giang sống cùng bà nội. Bà em vốn là người yêu thích nghệ thuật chèo nên Trường Giang đã ngấm và yêu chèo từ đó. Không chỉ nghe bà hát, mỗi ngày Giang còn cùng bà ngồi tập hát chèo theo các bản thu trên mạng. Cứ thế, dần dần, chèo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày của hai bà cháu. Cái nghệ thuật hát chèo là từ cụ ngoại, xong đến chị gái tôi cũng biết hát, xong đến tôi cũng hay hát chèo. Thế xong là cháu cứ bắt chước thì tôi cũng cứ dạy cháu từng đoạn. Tôi cứ nghe các nghệ sĩ là chỗ nào luyến ấy thì tôi bảo cháu thôi. Em cảm thấy rất vui, rất tự hào vì mình có cái năng khiếu có thể hát chèo. Lúc em rảnh rỗi em có thể bảo bà dạy em những làn điệu chèo khác và chỗ nhất là chỗ ngâm viểu của em vẫn chưa được. Ban đầu nghe và hát chèo chỉ là niềm vui hàng ngày của hai bà cháu. Nhưng đến khi Trường Giang đi học tiểu học, năng khiếu này của em đã được các thầy cô trong trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng An phát hiện bồi dưỡng thêm. Không chỉ hướng dẫn một số làn điệu, các thầy cô còn giúp Trường Giang có thêm kỹ năng biểu diễn, tự tin hơn trên sân khấu. Các tiết mục chèo của em nhờ vậy mà cũng trở nên trau chuốt và được nhiều người biết tới hơn. Tôi nhận thấy rằng là em Giang là một em rất có năng khiếu về âm nhạc, đặc biệt là đối với nghệ thuật hát chèo. Cái bộ môn nghệ thuật hát chèo này thì nói thực là rất là khó đối với học sinh tiểu học, nhưng mà với cái niềm đam mê cũng như là cái sự truyền cảm hứng của chính là người bà nội của em mà đã nuôi dưỡng cho em niềm đam mê hát chèo. Từ khi phát hiện ra cái một năng khiếu rất là nổi bật đó là em Giang thì bản thân tôi cũng như là nhà trường đã tạo điều kiện hết sức cũng như là phát huy hết cái thế mạnh của em Giang để làm cho các tiết mục văn nghệ của trường ngày một trở nên đặc sắc hơn ạ. Có năng khiếu và đam mê, thế nhưng cho tới nay Trường Giang cũng chỉ biết đến nghệ thuật chèo thông qua việc tự học trên mạng hay qua sự dạy bảo của bà nội. Điều mong muốn lớn nhất của em là trong thời gian tới sẽ được học thêm nhiều hơn về nghệ thuật chèo một cách bài bản hơn để em có thể trở thành một nghệ sĩ hát chèo chuyên nghiệp.